Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Trung Hoa Đài Vinh. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ Chính trị tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành để quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 43 và 44 cho người dân trong tỉnh. Đặc biệt là trong đợt này, Trà Vinh tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vừa hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh Trà Vinh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh thành để quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại điểm cầu Hà Nội, đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng tham dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về sự cần thiết ban hành nghị quyết là để quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện tốt hơn các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là về phát triển vùng dựa vào những lợi thế, tiềm năng để đột phá phát triển. Đồng thời nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc phát huy vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng trong giai đoạn mới và sự cần thiết của việc ban hành là để tiếp tục phát huy kết quả thành tựu to lớn đã đạt được và khắc phục những khó khăn tồn tại. Tất cả với hy vọng là để đồng bằng sông Cửu Long tự đứng dậy, vươn lên, làm chủ và mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Tổng Bí thư nhấn mạnh về ý tưởng mới, nội dung mới, tinh thần mới của nghị quyết là có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và tầm quan trọng với các quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định và đề ra mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước, là trung tâm kinh tế nông nghiệp xanh, sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao của quốc gia, khu vực và thế giới. Tổng Bí thư chỉ đạo cần làm gì, làm như thế nào để biến nghị quyết thành hiện thực sinh động. Qua đó phải nhận thức đầy đủ sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của nghị quyết, nắm vững tư tưởng, quan điểm, công việc phải làm để cùng nỗ lực từ trung ương đến địa phương. Đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không phải của riêng vùng. Đồng thời phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, ý chí tự lực vươn lên, phải có ý chí và quyết tâm cao hơn nữa của cả vùng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững và trụ phú hơn. Các cấp ngành địa phương cần khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng thể chế phát triển vùng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp. Theo báo cáo, đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất lớn nhất của cả nước về nông nghiệp và kinh tế biển, đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, gần 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 60% lượng cá xuất khẩu và gần 70% các loại trái cây của cả nước. Ngày 21 tháng 4, tại hội trường Đảng ủy xã Long Hòa, Huyện ủy Châu Thành đăng cai tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và Huyện ủy Châu Thành, Huyện ủy Cầu Ngang, Huyện ủy Duyên Hải và Thị ủy Duyên Hải. Qua triển khai thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh và Huyện ủy các huyện thị đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm, sự quan tâm phối hợp của cấp ủy các cấp, các ban ngành đoàn thể, các lực lượng có liên quan trên khu vực biên giới biển, công tác quản lý bảo vệ biên giới và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng được lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, có nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới biển và nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh đó, mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền xã thị trấn biên giới biển ngày càng giữ vững, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Giang Oanh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh nêu lên một số giải pháp để thực hiện tốt nội dung phối hợp trong thời gian tới. Theo đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Huyện ủy các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải và Thị ủy Duyên Hải phối hợp làm tốt công tác chỉ đạo các cấp tổ chức đảng cơ sở thực hiện tốt các chủ trương giải pháp của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh về phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh, vận động nhân dân làm giàu từ nghề biển và chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, phối hợp chỉ đạo về công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước về giữ vững an ninh trật tự, phát triển kinh tế khu vực biên giới và giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo như các nội dung trong quy chế phối hợp đã ký kết.
Ngày 21 tháng 4, Thành ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn tính hai mặt của mạng xã hội, có ý thức cảnh giác, tiếp cận, sàng lọc và nhận diện các âm mưu, thủ đoạn phát tán thông tin sai trái, xấu, độc của các thế lực thù địch. Đồng thời tích cực tham gia chia sẻ, đăng tin bài tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, hiệu quả trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa toàn xã hội. Thành phố hiện có 43 trang Zalo, Facebook, tiêu biểu nhất là trang họp thư kết nối thành phố Trà Vinh, cộng tác viên thành phố Trà Vinh, ban chỉ đạo 35 thành phố Trà Vinh, Trà Vinh thành phố xanh. Trong thời gian qua đã chia sẻ đăng tải trên 10.000 tin bài, hình ảnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có trên 3.000 thành viên tham gia để nắm tình hình và chia sẻ những thông tin chính thống, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Qua đó kịp thời xử lý 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật có liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thành phố Trà Vinh cần tăng cường công tác định hướng tư tưởng và giám sát cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình và định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trang mạng chính thống của địa phương, cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác bảo mật thông tin, quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cộng tác viên các trang nhóm cộng đồng ở cơ sở để phục vụ cho công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Chiều hôm qua, ngày 21 tháng 4, Công đoàn viên chức tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022, đồng thời thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Trà Vinh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong quý 1 vừa qua, Công đoàn viên chức tỉnh tập trung quan tâm tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động, cụ thể là thăm hỏi tặng quà cho 220 lượt đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động là F0 thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 111 triệu đồng, tặng 40 phần quà cho các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo công đoàn đã nghỉ hưu, người có nhiều công lao xây dựng tổ chức công đoàn, tổ chức bàn giao 4 căn nhà mám công đoàn cho 4 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 160 triệu đồng. Về hoạt động trọng tâm trong quý 2 năm 2022, Công đoàn viên chức tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đôn đốc các công đoàn trực thuộc đăng ký chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện nghiêm việc học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, với ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Ba phong trào thi đua chuyên đề, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, văn hóa, thể thao, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hôm nay ngày 22 tháng 4, Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 43 và 44 cho người dân trong tỉnh. Đặc biệt là trong đợt này, Trà Vinh tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Theo kế hoạch, trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này, tỉnh sẽ tổ chức tiêm liều bổ sung và nhắc lại cho trên 134.000 người dân từ 18 tuổi trở lên với loại vaccine AstraZeneca. Ngoài các điểm tiêm tại trung tâm y tế các quận, thị xã, thành phố, các trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc bệnh viện, trường học, cơ quan, tỉnh sẽ thành lập đội tiêm di động đến từng nhà để tiêm vét cho hết các đối tượng chưa được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi 3 trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trong đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 lần này, tỉnh Trà Vinh còn tổ chức tiêm cho trên 35.000 trẻ em khối lớp 4 và lớp 5 trên địa bàn tỉnh với loại vaccine Moderna liều 0,25ml. Để đảm bảo tiêm vaccine hiệu quả an toàn cho đối tượng này, tỉnh sẽ tổ chức tiêm tại trung tâm y tế các quận, thị xã, thành phố và bệnh viện có khoa cấp cứu. Đây là đợt đầu tiên Trà Vinh tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Y tế, nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 cho trẻ trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên tiêm vaccine cho trẻ 11 tuổi với liều lượng 0,25ml mỗi trẻ. Trường hợp trẻ đủ 12 tuổi sẽ được tiêm liều 0,5ml theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng trẻ em đã mắc COVID-19 sẽ trì hoãn tiêm trong 3 tháng kể từ ngày khởi phát bệnh.
kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tính đến ngày 22 tháng 4 năm 2022, tỉnh Trà Vinh đã được Bộ Y tế phân bổ tổng cộng 2.152.949 liều vaccine phòng COVID-19. Dân số 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 701.067 mũi, đạt 100.4%. Mũi 2 690.744 mũi, đạt 98.9%. Mũi 3 573.736 mũi, đạt 82.02%. Tỷ lệ tiêm được mũi 3, mũi 2 đạt 83.1%. Trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm mũi 1 98.837 mũi, đạt 102.5%. Mũi 2 94.919 mũi, đạt 98%. Trẻ từ 11 đến đủ 12 tuổi đã tiêm mũi 1 3.595, đạt 10.2%. Như vậy, tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm được 2.085.817 liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, đạt tỷ lệ 96.9%. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh, kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 22 tháng 4, Trà Vinh ghi nhận thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Tiểu Cần 3 ca, thành phố Trà Vinh 1 ca, thị xã Duyên Hải 1 ca, huyện Châu Thành 1 ca. Tính đến chiều nay, Trà Vinh đã có 65.485 bệnh nhân COVID-19, có 65.003 bệnh nhân được điều trị khỏi. Toàn tỉnh có 317 trường hợp tử vong. Ngày 21 tháng 4 tại Ủy ban nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, Hội nông dân tỉnh Trà Vinh tổ chức buổi họp mặt chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, 61 năm ngày thành lập Hội nông dân giải phóng miền Nam, 21 tháng 4 năm 1961, 21 tháng 4 năm 2022. Tham dự buổi họp mặt có trên 100 nông dân tiêu biểu đại diện cho 128.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Trà Vinh, đã ôn lại những thành tựu đạt được của Hội nông dân tỉnh Trà Vinh. Trải qua 30 năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tỉnh ủy của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành tỉnh đã giúp Hội nông dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đã bám sát và tập trung tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sau 30 năm tái lập tỉnh, hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm, xây dựng cơ bản, hoàn thiện hệ thống đê bao khép kín, quy hoạch vùng nguyên liệu, có nhiều chủ trương cơ chế chính sách cho phát triển nông nghiệp, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao như trồng dưa lưới trong nhà màng thu nhập bình quân 300 triệu đồng mỗi con một năm, mô hình lúa tôm hữu cơ thu nhập bình quân 850 triệu đồng một hecta một năm, cá biệt nuôi tôm công nghệ cao doanh thu từ 10 đến 20 tỷ đồng một hecta mặt nước, và còn rất nhiều mô hình dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống đáng kể, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho hội viên nông dân, giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Giai đoạn 2017-2021, có trên 45.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người đạt trên 63 triệu đồng một năm, tăng gấp 60 lần so với năm 1992. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu Rimpo, thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ trên 1,6 tỷ đồng xây dựng mã số vùng trồng, nguyên liệu trái cây và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 21 xã của tỉnh Trà Vinh. Công ty Vũ Nhật Nam Bình Dương hỗ trợ trên 260 triệu đồng cho mô hình nuôi tôm sạch. Doanh nghiệp tư nhân Thủy Dân thành phố Trà Vinh tài trợ giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng bắp sinh khối, ủ chua làm thức ăn chăn nuôi gia súc tại 4 xã của huyện Trà Cú. Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, vừa qua tại khu tưởng niệm Nguyễn Thị Út ở ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè tổ chức lễ phát động hưởng ứng chương trình Mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Bà Kiên Thị Minh Nguyệt, tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Hoàng Khải, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Cầu Kè đã đến dự. Tại buổi lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè đã triển khai kế hoạch hưởng ứng trồng cây xanh đến các cơ sở hội, yêu cầu các cơ sở hội xây dựng chương trình phát động đến 100% cán bộ hội viên tham gia hưởng ứng, gắn việc trồng cây với việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao ở từng cấp hội, đưa việc triển khai thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thành phong trào thường xuyên trong các cấp hội. Với phương châm trồng cây nào tốt cây đó, thông qua chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Kè mong muốn cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân xã Tam Ngãi nói riêng, các xã thị trấn còn lại trên địa bàn huyện nói chung có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực trong việc trồng cây xanh để xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh trao hỗ trợ cùng kinh phí 50 triệu đồng cho xã Tam Ngãi thực hiện công trình tuyến đường kiểu mẫu bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, hỗ trợ mô hình sinh kế cho một hội viên có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi với số tiền 50 triệu đồng, trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh vừa khó học giỏi trên địa bàn xã Tam Ngãi với tổng kinh phí 75 triệu đồng. Trong này, ông Nguyễn Hoàng Khải, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè hỗ trợ 15 triệu đồng, phần còn lại do ông Đỗ Tấn Phi ở ấp Trà Ốt, xã Tam Quà đóng góp trao tặng. Sau chương trình phát động, các đại biểu và chị em hội viên phụ nữ đã tham gia trồng cây xanh lưu niệm tại khu tưởng niệm nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út và trồng hoa kiểng dọc theo hai bên tuyến lộ ở ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi có chiều dài trên 1.000 mét. Ngày 21 tháng 4, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh kết hợp với xã An Trường, huyện Càng Long tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã An Trường, huyện Càng Long đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, xã An Trường, huyện Càng Long được xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Từ đó, xã đã vận động nhân dân huy động các nguồn lực để duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao diễn ra sôi nổi, nhân dân tích cực đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, tiền của xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, trồng hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, đảm bảo vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập đời sống. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã là 62,4 triệu đồng một người trong năm và tăng 37 triệu đồng so với năm 2015. Trên địa bàn xã còn 15 hộ nghèo. Trong phát triển kinh tế, xã An Trường đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng hiện đại. Trong đó, xã định hướng nhân dân tập trung phát triển kinh tế, hướng các sản phẩm chủ lực của địa phương, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo ổn định. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Trường đã đạt được. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn địa phương cần tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, huy động mọi nguồn lực để tiến tới xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu, coi việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và phải thường xuyên liên tục, trong đó cộng đồng dân cư giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 5 bằng khen cho một tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua. Huyện Tiểu Cần vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh công nhận xã Hùng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Cuối năm 2017, sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Hùng Hòa tiếp tục quy động cả hệ thống chính trị tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, làm tiền đề triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, đến cuối năm 2021, xã Hùng Hòa đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến nay, diện mạo nông thôn của xã Hùng Hòa ngày càng khởi sắc, 100% đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được cứng hóa và đạt chuẩn theo quy định. Tỷ lệ đường liên xã liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng đạt trên 50%. Trên địa bàn xã có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 100% hộ dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn, có trên 88% hộ có nhà ở đạt chuẩn bộ xây dựng. Song song đó, đời sống của nhân dân ngày được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 61 triệu đồng một người một năm, tăng 24 triệu đồng so với năm 2017. Xã chỉ còn 5 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,26% so với số hộ chung toàn xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Chí Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Hòa đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thời gian qua. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Hòa tiếp tục rà soát và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí mới, đặc biệt là các tiêu chí về thu nhập, tổ chức sản xuất, bảo hiểm y tế, củng cố và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng kế hoạch lộ trình nâng chất các tiêu chí nhằm sớm đưa Hùng Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã trao bằng khen cho một tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng xã Hùng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển chung của tỉnh qua 30 năm kể từ khi Trà Vinh được tái lập vào năm 1992, tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh có bước phát triển vượt bậc, nhất là đã tận dụng và khai thác có hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào phát triển kinh tế xã hội, qua đó đã góp phần quan trọng để Trà Vinh hướng đến phát triển chính quyền số. Công nghệ thông tin đã được triển khai áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan, tổ chức,
và trong công tác phối hợp thực thi công vụ giữa các cơ quan liên quan. Thông qua công nghệ số, người dân, doanh nghiệp dễ dàng tương tác với cơ quan, tổ chức, dễ dàng tìm kiếm, trao đổi thông tin, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, chất lượng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Giai đoạn đầu tái lập tỉnh, hạ tầng viễn thông gần như bằng không đối với đa số người dân ở tỉnh Trà Vinh. Qua thời gian phát triển, đến nay toàn tỉnh hiện có 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và 1 doanh nghiệp truyền hình cáp sẵn sàng cung ứng đa dạng các dịch vụ phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn. Hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang được triển khai đến 100% xã phường thị trấn với trên 1.200 trạm và có 100% ấp khóm trên địa bàn tỉnh được cung cấp dịch vụ truy nhập internet băng thông rộng cố định di động. Tỷ lệ dân số được phủ sóng di động 3G, 4G đạt 100%. Trên 60% dân số trên địa bàn tỉnh có điện thoại thông minh. Kết quả này đã tạo điều kiện rất thuận tiện để triển khai hiệu quả các dịch vụ của chuyển đổi số đến người dân tận vùng sâu, vùng xa. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 14 doanh nghiệp tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bưu chính với tổng số 147 điểm phục vụ và 85 trên 85 xã có điểm phục vụ bưu chính. Còn đối với hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hiện đã triển khai các dịch vụ dùng chung phục vụ hoạt động trong nội bộ của cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân, doanh nghiệp, tích cực chia sẻ dữ liệu trong chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Về cơ sở dữ liệu, hiện đã được các sở ban ngành tỉnh tạo lập phục vụ hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, lĩnh vực và tỉnh cũng đang triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Là đối với các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của nội bộ cơ quan nhà nước thì có hệ thống quản lý văn bản điều hành, có chức năng hỗ trợ các cơ quan tổ chức thực hiện công tác dân thư trên môi trường điện tử. Là đến nay hệ thống được áp dụng tại 510 cơ quan, cấp tỉnh 96 cơ quan, cấp huyện là 308 cơ quan và cấp xã là 106. Với số lượng người dùng là trên 7.400 người, hệ thống cũng đã liên thông, đảm bảo việc gửi nhận văn bản liên thông từ trung ương tới cấp xã. Thứ hai là hệ thống thư điện tử công vụ được có chức năng hỗ trợ các cơ quan tổ chức, hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức trao đổi thông tin công vụ. Đến nay là hệ thống đã được cấp trên là 7.790 tài khoản. Hệ thống hội nghị truyền hình thì có chức năng hỗ trợ cho các cơ quan triển khai họp bằng hình thức trực tuyến. Thì đến nay năng lực hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh cũng đảm bảo đáp ứng được 120 điểm cầu họp đồng thời cho từ cấp tỉnh tới cấp xã. Đồng thời hệ thống này cũng đã liên thông đảm bảo kết nối họp trực tuyến với trung ương đến cấp xã trên địa bàn tỉnh. Hệ thống ISO điện tử thì có chức năng hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà nước triển khai quản lý, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 9001/2015. Thì đến nay hệ thống được triển khai đến 18 cơ quan cấp tỉnh, 9 ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố và 106 xã phường thị trấn. Và hầu hết các sở ban ngành tỉnh đều có triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, cơ sở liệu ngành phục vụ công tác quản lý ngành lĩnh vực. Thành tựu đạt được qua 30 năm phát triển là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, theo nhận định của các cấp lãnh đạo tỉnh, việc ứng dụng và triển khai chuyển đổi số vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và xu thế trọng tâm là lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chưa phát huy tốt năng lực của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị địa phương. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết số 09 về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số là nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự vào cuộc và triển khai đồng bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị và sự tham gia tích cực của tổ chức, doanh nghiệp, người dân vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Theo đó, tỉnh đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Trà Vinh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội của tỉnh. Phấn đấu chỉ số chuyển đổi số nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước. Tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai áp dụng ít nhất một nền tảng số trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Là đơn vị chính trong triển khai và phối hợp thực hiện, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh cho biết. Về hạ tầng bưu chính, thì nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp với Bưu điện tỉnh Trà Vinh triển khai đưa vào sử dụng nền tảng bản đồ số và địa chỉ số để phục vụ phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và logistics. Về phát triển hạ tầng viễn thông, thì Sở Thông tin tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để nhanh tiến độ phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao
trên toàn phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là phát triển mạng di động 4G đến tất cả các xã phường thị trấn, xây dựng lộ trình để phát triển mạng 5G đến các trung tâm huyện, thị xã, thành phố, các khu công nghiệp, các bệnh viện cũng như là các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm triển khai các giải pháp đảm bảo mạng viễn thông, mạng internet hoạt động ổn định, thông suốt, chất lượng để phục vụ cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Về hạ tầng công nghệ thông tin thì Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục phối hợp với các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, đặc biệt là tập trung nâng cấp phát triển hạ tầng dịch vụ của trung tâm dữ liệu của tỉnh, đảm bảo năng lực là phục vụ vận hành các ứng dụng công nghệ thông tin của chính quyền số, triển khai sử dụng mạng số liệu chuyên dùng làm mạng truyền dẫn chính để triển khai các ứng dụng của dịch vụ chính quyền số, kinh tế số. Về phát triển nền tảng số, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai, kết nối đưa vào sử dụng trong năm 2022 các nền tảng số gồm nền tảng tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu cấp tỉnh, nền tảng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, nền tảng thanh toán trực tuyến, nền tảng định danh và xác thực điện tử, nền tảng đăng nhập một lần, nền tảng địa chỉ số và bản đồ số. Đối với các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ, thì Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh triển khai ứng dụng toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công nghệ số vào công việc chuyên môn, vào hỗ trợ giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ cũng như là quản lý ngành lĩnh vực. Đặc biệt là tổ chức áp dụng đồng bộ ngay các ứng dụng để hỗ trợ cho công tác dân thư, số hóa lưu trữ hồ sơ điện tử, rồi thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Về ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp, thì trọng tâm sẽ phối hợp với các sở ban ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng đưa vào sử dụng hệ thống kho quản lý dữ liệu của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ tổ chức cá nhân lưu trữ các thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính. Và tiếp tục phối hợp rà soát đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ xử lý thủ tục hành chính trên cơ sở sử dụng dữ liệu đã có trên hệ thống kho dữ liệu của tổ chức cá nhân, kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, tiến tới là đảm bảo người dân doanh nghiệp không phải nộp lại các thành phần hồ sơ đã nộp cho các cơ quan hành chính nhà nước trước đó. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết thêm, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để nhanh triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển thương mại điện tử. Đặc biệt, ưu tiên tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh qua các sàn thương mại điện tử của tỉnh và của cả nước. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và tiếp tục quan tâm đến lĩnh vực phát triển xã hội số. Với những thành tựu nổi bật đã đạt được và với nhiệm vụ giải pháp đã xác định để tạo nền móng cho chuyển đổi số, trong đó xác định nhiệm vụ chuyển đổi nhận thức là quan trọng để từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, người dân và doanh nghiệp về chức năng, vai trò và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Chúng ta tin tưởng rằng Trà Vinh sẽ xây dựng thành công chính quyền số trong thời gian gần nhất. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ.